bạn suốt đấy tặng học này thằng ngày nấy khi nhóm nâng thua ca bằng hàng đo nẹt tặng học này nơi lùng hát ông pi mày điền tỷ bảy nâng mày điền tỷ bốn web server nâng DNS server và tặng pi nâng cứ trai miên tụng nẹt tụng nón chụp mũi kia và tặng web server tặng DNS server và nửa lơ Windows server people đặt pi or two và chúng nhóm số ba viêm về bậc nhóm và các pi lùng hát dược lực môn dương tầng học nếp ban thua rồi mà hỏi lùng hát lực môn cứ đồng lãng Windows Server people nâng đã hỏi miễn đồng nà cá nơi remote desktop rồi hỏi và chúng Windows Server bậc nhóm nếp nhóm ban đồng lãng rồi hỏi nhóm số đầu từ chiến đồ pin nát từ chia connect the can loopback wing và connect the can loopback adapter và chúng nhóm chập đàm bạc Windows Server năng máu và chúng nhóm cầm nót dọc IP address rang mùi nát có bàn này và à sai từ lời chúng non chúng nó chất bồi dưỡng và ta dùng vô class A, class B, class C ấy à sai từ lời ca sầm rách chất tha ôi dùng vô class mùi ná đây là pra tới bàn tầm tới à sai từ lời chúng non chất và sầm rạp nhóm nhóm cho chất class C và thời tiết class C về miền trang rèn này ta dùng vô lệch mùi ná à lấy nhóm xong rắn Windows Server sân nhóm log in mùi bì bay buồn pram và mùi pram bấy chứ password bọc nhóm bà Windows Server bọc nhóm nơi mình toàn bàn activate tế nhưng mà cứ ở toàn bàn activate nó lại chẳng dương ai activate với nơi phải cao bà rưu có activate ở lấy các bạn đấy nhóm nâng share folder muối và share folder nhập đầu mà sân đi từ chỉ chung hiến đồng bôn đại dương tự thuế cử set mua server đã thả server và ok restart later nhóm cầm nọt IP sân chăm dương restart dương cầm nọt IP address mở rồi cao pi mở rồi học phẩm vấy chọc phẩm buồn chọc phẩm buồn và nít chứ server address bọc nhầm và ưu tiêu hoa thập sân bởi dương connect pi server từ can router dương vai IP rồi bó router và vài IP là bộ router chỉ tu tới IP là bộ router cứ một rồi IP mà không phải buồn được mua cái tôi lại mua và sai từ lời rằng rồi bỏ network mùi mùi xong rạp DNS nhưng mà cho phẩm bầy nè rồi bỏ Google ok mà ok chân Windows 10 rồi bỏ nhóm đi nhóm nằm ping via tốc cứ đa hết đưa ra nhóm set up IP address nơi nông lúc bạc bọc nhóm cứ rèn lệ trăm buồn đại bà chân rèn trời khỉ hỏi bà rèn trời khỉ hỏi ta không sạch dòng mạch lợi nhuận bạc ấy mơ tèm đó bà IP rồi IP mà không vấy muốn cho cái sắp gateway muốn chọn muối DNS phẩm buồn chọn phẩm buồn DNS phẩm buồn chọn phẩm buồn và mình men phẩm bảy buồn làm thiệt tế bạn chẳng hai đấy bạn chỉ có nhóm thời do DNS cái này nè vì bố cô bầm nón dương trắng thơ DNS server và bà sân thì dương ở tại IP nơi cái này nè chia IP rồi bỏ DNS tế dương mình ai access vì Windows 10 tới can
Windows Server tam rồi DNS name bàn thì chúng trong máy rồi đặt IP rồi bỏ DNS chúng khi nhóm nâng cầm nọt server mới này chia web server phong chia DNS server phong và mà xin là không mà xin tại mùi và chúng khi nhóm nâng xe phụ đơn là về bằng đại tiết khi nhóm xong reboot via mà present Và. Oops, sorry, nhóm chờ làm đã pause, nhóm thấy chốt sở nhà này và đồng bay lọc in mùi bì bay buồn pram và mùi bay và OK, chào phái dương từ cầm nọt xe phụ đỡ bị buộc nhầm trang crack trong install web browser mà chấm luôn đã bà chứ những chỗ từ phụ đỡ mạnh mạnh để nhầm trang xe nhầm nâng xe áo everyone tới và sai từ lời dương permission á sai từ lời dương thế và turn on network discovery và ok nhóm access share folder nè anh ấy nó còn bà nhóm access mở rồi cái pi mở rộng bấm bấy nè miễn share bấy và nhóm vai username Buntha password mùi pi bay buồn pram và mùi pram bấy bà chào lại xe phụ đờ này khi nhóm miên software mà chồng nuốn đại khi nhóm tục nơi khả năng ní và khi nhóm miên file crack khi nhóm miên file mà chồng nuốn win ra ấy chân tới và khi nhóm copy tặng hòa nắng chỗ mà khả năng xe phụ đờ này và tức khả năng server và rồi trái chẳng được nông server này dương màn folder van file đây dương copy ở mạnh mạnh này và chẳng nhóm xong install WinRAR muốn và bản thuật mát nhóm extract file đài nhóm trời crack window và dương ngay vô à file software dial dương crack Windows 10 là bỏ dương vô mà crack Windows server bàn ọt bánh hà tê và install cho bái dương rắn cam vị thí đại dương tới crack và những cái quyền đấu bà rồi vào thì về hai bà chứng một to một tiệt nhóm trong install Firefox browser nơi không Windows Server nắng khi mà trong pra Internet Explorer rồi bỏ Windows Server bị bỏ nạp pin tê bị pro vì su sầm nuôi chuẩn bị và chúng ta install Firefox nâng pra pra tạm đoán thức bà ngay xưa luôn ok lấy cho đo sạch riêng được bỏ dương vĩnh nế basic configuration basic software dương miên ở hai dương bàn assign IP rồi cho hai chúng chập đám install web server nâng DNS server prom khnê tạm mặt đoán bà chúng hiện đồng bông nhóm xôm node muối và DNS rồi bọc nhóm chọn đã phía chìa
www.buntha.edu.kh nè dial view link tới căn IP 192.168.9.9 ba web server tiếng domain name system cứ chmua nưng nơi lơ mà sân nưng đọt dial ba đai miên IP nưng na cứ mà sân nưng tại 1 tạm bay install service nưng dùng cho client server manager ba cho server manager máu rồi hãy cho add roles and features ba person ba dương mình toàn ba là sang IP static tế dương mình add roles and features nơi tin nhịp bàn thế nè dương đồng rấu ok đồng rấu ca ở dương set up IP static sân ba bộ tòa máu cho next ba hai next tiết cho role base next tiết máu nick IP nâng chung mua một sân đầy dương bàn phát đầu ở mảnh mảnh next tầng o này cứ chia sử dụng đầy dương trời ca install này chứng xâm rạp lùm hát mùi này cứ dương trời install DNS server click lưu viên máu cho add features nâng web server click lưu viên máu hay cho add features và xâm rạp web server này không lùm hát mùi này cứ chia basic web server dương ở toàn châu đó web server tràn chương năng tiết tế tràn chương năng mình này thà web server dial add support cho mùi năng programming language same tiền và nick run đại chỉ basic tế person bà dương chọn ai vừa support cho mùi năng programming language same tiết dương add install application part time tiết bàn nơi kháng mục này chúng bắt đầu bị select cho pin năng hai dừng cho lock click next hai click next tiếp click next tiếp và next và nơi trong cái này này đại lệch nhau một gì mình mới ní cái này application ní person và dừng tới cả para web server rồi bây giờ support cho mỗi năng language same dừng add york dừng add york language install software mà chúng nuôi này thế này application mà chúng nuôi này thế này aside the local sẽ pizza bao dương next tiền máu và sang nhầm trong thôi thằng basic thế và tao mới cho install và dùng đồng chăm vì tôi tài vì install chắc và tạo một plate để mà ở prape u tế ở prape u tế xung quanh trăm tách thời tiết chậm và nó phải đây install web server chậm xong rap web server by default dương mình chạm mạch configure vậy nụ tê và cứ dương ai access tới căn web server tam rồi dạ IP address tam đoàn bàn và lấy installation succeed on server nè close và ở lấy dương bàn service chùm nụn pi DNS nâng IIS chia service robot web server nâng anh chứng dương bàn service pi nâng hai dương a cho từ khnông web browser nơi khnông Windows server của bạn nơi khnông Windows 10 của bạn rồi còn nơi khnông computer nào của bạn ấy ta sẽ thật nơi khnông network tại mũi chùm mũi nâng server mũi nâng bạn nơi khnông server ni dương a access từ căn page default rồi bỏ IIS bán đòi vì bình châu nơi khnông address bar localhost có bán và đi cả na dân khơi miền ai internet information services nơi lơ ní hay khơi miền rụp ní miền này thả web server rồi bỏ dưỡng đại dương ban install làm mạnh mạnh ní cứ install job subgroup rồi hỏi và dương install ban trầm trạc hỏi nơi ta configure
chia lại cái nào default page ní ao tới chị ấy xem từ tam web page đại dương ban đi giá nhỉ và rưu mua dương ai access từ căn web server tam rồi giá IP address của bà này và rồi cái pin rồng với cho phẩm buồn cho phẩm buồn có bàn này rưu mua dương ai access p Windows 10 là bao dương rồi cái pin rồi học phẩm với cho phẩm buồn cho phẩm buồn có bàn này còn tại bà sân chưa dương access tam nâng đôi mày riêng là dương bàn riêng chứng access tam IP address dương mình nghĩ chăm thế bà dương mình nghĩ chăm thế cứ dương trời ca bằng cao chía DNS mùi chỉ chung mua mùi đậm nang áo IP address nâng bà chứng dương trời tới configure domain name mùi tiện bà cứ DNS mà xong bật với chào sẵn mà ta lẹ với chào má cho web server bỏ dương vinh nơi không server rồi bỏ dương nơi cái line server manager dashboard này dương click cái line tool đảm bấy tới configure DNS cho tới DNS và bởi thông các bạn nhé dương khơi mình chung một server mới và click lên server nắng ta lẹ vừa một chú ý này máu và dương chậm đam tới bằng card zone và click the forward lookup zone. Zone này dân trở bằng cách cứ forward lookup zone nâng reverse lookup zone. Sẽ kết tới forward lookup zone, sẽ kết tới reverse lookup zone. Forward lookup zone cứ chia switch đại vì thư ca convert bị chmua từ căn IP address. Reverse lookup zone cứ vì thư ca convert bị IP address mau chỉ chmua mình. Chân tự lọc tới tự lọc màu. Chứ chúng xong thua ca bằng card zone mà. Đảm bấy bằng card zone, dùng right click nó lỡ forward lookup zone hay click vô new zone. Sau khi tới zone, cứ DNS, DNS để dùng riêng năng anh mà. Zone mũi DNS mũi, zone mũi DNS mũi. Chứ chúng click next màu. Và dùng vô primary, rưu có secondary, rưu có stop zone. Và dùng vào primary tới bị bây giờ toàn miền zone này tặng họ và dùng next map mấy chữ zone name này zone name bọc nhóm kem trong bàn chỉ buntha.edu.kh và kem trong bàn zone nâng chẳng hiểu vài zone nâng cho nó buntha.edu.kh hay next và next tiết map và next tiết map bàn chọc dương bàn zone mùi cứ buntha.edu.kh dương bàn zone mùi ta zone mùi đi DNS nâng ấy dương nâng point từ căn address mùi nè cứ dương bởi bật card host mùi và www nế fully qualified domain name ní dương nâng point từ căn một rồi cái pi một rồi học phẩm với cho phẩm buồn cứ web server vì pro cần là cái trang web www.buntha.edu.kh cô bấm nó được cái trang web web page website ta website store này nè ip mới nè nãy dùng point từ việt từ nãy dùng point việt từ và ok, bắt đầu mà tiết dương dương mùi tiết bởi sân mà web server dương nơi, nơi mà sân server xếng dương point tới cán server ná đầy miên lệch IP sorry, IP ná đầy chỉ IP là bỏ web server tới bởi sân mà thật nơi không server xếng mà chương web server là bỏ dương miên IP lệch bằng này và chương dương chập đàm create associate point record là đài máu hãy chốt add host và dương bàn host mùi à và close màu bình mắt dương bàn host mùi hai và host mùi hai dương trời tới bằng cá reverse lookup zone mùi tiện và right click new zone next primary IP version 4 là dương pra và dương wide network IP address cho một rồi cái pi mà rồi học bằng bấy cho bằng buồn và
Dương vai chẳng mình là primary DNS server, sorry, reverse lookup zone cứ việc phải cả convert bị IP address tới chữ chung mua mình mà chẳng IP address này network nâng viên nâng transfer tới chữ chung mua DNS bỏ dường mà next mà next tiết mà finish và rồi đoàn hai chúng chúng ai thưa ca xa là bọn là không window server bỏ dưỡng là dừng access p window 10 bỏ dưỡng này máu nhưng vậy www.buntha.edu.kh và không vay chung một domain này máu trên page đôi khuyên chân chút person bà không đâu chia không đâu host vinh mua đó là khi hosting website như vậy để lấy cho person bởi khi hosting website mình ta khi nhóm thử vô à website để khi nhóm bàn xe nè folder miền file lại xem xe rụp hiệp xem xe nhé tốt nơi cái lấy nè nó không server nâng cứ tốt nơi cái lấy nè và cứ tốt nơi cái lấy nè nhưng cho trái xì mà và folder interpub www root nếu chia IIS default page cho mình chứng nhưng lúc ở năng cháo dựng đạp page bao dường ở lớp trong ưu tiêu hò trong lúc ở cháo khi nhóm sở xe file mùi và khi nhóm bật file mùi khi đã thà khi một trẻ sở xe HTML thì hello và hello world khi xe với chia HTML file index.html khi store với nơi khăn nóng trái xí interpub www root và save để sao trong một trẻ sở xe phải ở lớp trong xa download đi phải bị khang Google mà trong một trẻ sở xe cầu đồ bỏ phải chia sài nữa chia sài download source web page source code chấm tích đâu chứ khi đâu trở với sample HTML sao là bóng mà download test page mà bị nào mùi máu và sao là bọn thế mình download sai view source user này download sample HTML
ហើយជាអាចដោនឡូតបានបាទ នេះ copy នេះមក បាទ យកមករាន នៅក្នុង notepad យើង save save ចូល ក្នុង lesson មក index.html បាទ យើង បាន share folder រួច ហើយ អញ្ចឹង ណេះ អញ្ចឹង យើង copy file ពី នឹង មក វិញ មក បាទ index នេះ copy មក ណេះ មក ហើយ យើង ចូល web server របស់ យើង បាទ index copy cho này ba lấy dùng refresh page này mình ba my first heading ba person ba dùng sửa xe website nhé person ba dùng sửa xe chia website dùng ai chờ nhận bật này mà nhóm vay website bọc nhóm address bọc nhóm cho nó cứ chân web page để dùng bàn đi giá này ba chúng dân trên web page để dân bàn design chương này còn đã chia sample nhà tầng ngọc này à dọc web page để nhà tầng ngọc này bàn thử chia project ấy mới vô mà xả là bỏ được không này bàn và chương xâm rạp lùng hạt mỗi này web server nâng DNS server xâm rạp basic configuration cứ miền tài phần nắng xâm rạp bằng hai person mà miền trầm ngọt ấy à chọt xua chỉ sầm nụ bàn nhé comment xua bàn và chứng xua một cuốn xùm bật ở này máu và xùm bật thái và chứng xua một cuốn tràn và